Mình không đạt được kết quả của ngày hôm nay không có nghĩa là mình không đạt được kết quả vào ngày mai và ngày kia. Như Jack Ma có nói một câu đúng không ạ? Ngày hôm nay có thể khó khăn, ngày mai có thể khó khăn, nhưng ngày kia sẽ là tươi sáng. Quan trọng là mình có một con đường và mình có một cái bản lĩnh và ý chí. Cái bản lĩnh không nằm ở chỗ là anh tưởng thưởng khi chiến thắng hay là khai thác những điều thuận lợi, mà bản lĩnh ở chỗ là anh đối mặt với sự thất bại và với những cái bất trắc và những cái khó khăn. Nhưng mà anh nhận thấy một điều là mỗi người đều có một con đường, và nếu như mình nỗ lực đi theo con đường đó, mình vượt qua những thất bại với những bản lĩnh, thì thành công kiểu gì nó cũng phải đến, nó không tránh được. Hãy không hối tiếc vì mình không đạt kết quả, mà hãy hối tiếc bởi vì mình không làm, mình không hành động. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, việc chúng ta là nỗ lực và cố gắng. Và cái kết quả nó không đến sớm thì nó sẽ đến muộn. Và cái thành tựu đấy nó đến không một cách trực tiếp thì nó sẽ đến gián tiếp. Như có một cái câu nói trong cuốn Nhà Giả Kim đúng không? Tức là khi mà mình tận tâm, tận lực mong muốn một điều đó hết sức thì vũ trụ sẽ hợp sức để cho bạn có điều đó, đúng không? Thế thì với người trẻ thì hãy nỗ lực trước, và thành tựu nó sẽ đến trực tiếp hay gián tiếp thôi.